Trong buổi làm việc ngày 22 tháng 7, Quốc hội Ấn Độ, Hạ viện và Thượng viện đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, trước khi Quốc hội Ấn Độ bắt đầu phiên họp về ngân sách ngày 22 tháng 7, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankha và Chủ tịch Hạ viện Om Birla đã đọc thông điệp chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Hạ viện Ấn Độ, các nghị sĩ cũng đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi Chủ tịch Hạ viện Om Birla đọc thông điệp. Bày tỏ sự cảm thông với gia đình của Tổng Bí thư và với người dân Việt Nam, Quốc hội Ấn Độ mong muốn được sát cánh với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong giờ phút đau buồn này. Quốc hội Ấn Độ ghi nhận những đóng góp và sự lãnh đạo tài tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp tiến bộ và phát triển của Việt Nam những thập kỷ qua, khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có đóng góp quan trọng cho tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng như mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Phát biểu trước các nghị sĩ tại phiên họp, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Jagdeep Dhankha cho biết: "Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi." Ông Dhankha nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong 13 năm qua và nhận được sự kính trọng từ các tầng lớp nhân dân. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đã nhắc tới chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Ấn Độ năm 2013, cũng như nhắc lại cuộc hội kiến giữa ông với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2022. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ Việt Nam, tới lãnh đạo và những người bạn thân thiết của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng." Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ phát biểu, đồng thời bày tỏ lòng thành kính với một tâm hồn vĩ đại đã mãi mãi ra đi. Trước đó, Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu đã thay mặt chính phủ và nhân dân Ấn Độ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chủ tịch nước Tô Lâm trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà cũng bày tỏ sự đồng cảm và tình đoàn kết với Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam cũng như gia đình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giờ phút đau buồn này. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng tỏ lòng tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Thủ tướng Modi bày tỏ sự kính trọng dành cho người đã khuất, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và mong muốn được sát cánh với nhân dân và lãnh đạo Việt Nam trong thời khắc đau thương này.